Ta vật phẩm có thể thăng cấp giới thiệu vắng tắt. Thép châm súng lục LV-1. 0, 10, tầm bắn hữu hiệu 5 m không thể thăng cấp, súng lục kim thép tự chế, quy lực ban đầu rất nhỏ, mỗi lít một cấp, tầm bắn hiệu quả trên cơ sở cấp trên tăng thêm 50%. Sau cấp 10, quy lực có thể vượt qua súng nhắm hay không? Cấp 20, thậm chí sau cấp 30 thì sao? Rút chân cua tiện tay bắt ra rồi lắp lên, sinh ra số liệu. Cua LV, 1. 0, 11, cua thông thường, không nâng cấp, bị cải tạo cua, chỉ cần chính mình đi lại sẽ tự động đạt được kinh nghiệm, mỗi thăng một cấp, hình thể gia tăng 50%. Sau cấp 10, con cua này lớn bao nhiêu? Cấp 20, sau cấp 30 lại lớn bao nhiêu? Chương 1. Thức tỉnh, cương châm súng ngắn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. LV, 1 0, một số liệu đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến sầm hy sửng sốt hắn nhìn không được chấp chớp mắt lại đưa một tay ra gõ gõ đầu lại phát hiện số liệu kia vẫn chưa biến mất nhìn đường cẩn thận anh lái xe như thế nào ghế sau truyền đến xinh đẹp vô lương nữ hành khách phẫn nộ thanh âm hiện tại tài xế taxi chức nghiệp tố chất vậy mà kém như vậy vạn nhất xảy ra tai nạn xe cộ ngươi bồi thường nổi sao không xứng không xứng sầm hy vội vàng xin lỗi, không dám phân tâm nữa, nghiêm túc lái xe. Năm nay hắn 27 tuổi, đã là lão tài xế 10 năm tuổi, tuy rằng không có khả năng phạm sai lầm, nhưng ở trên đường cao tốc, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Đặc biệt là, bên ngoài chẳng biết vì sao, dĩ nhiên nổi lên sương mù, tầm nhìn không cao. Điều này làm cho hắn theo bản năng thả chậm tốc độ xe, trong lòng không khỏi bất an. Bởi vì hắn đối với đoạn đường cao tốc này rất quen thuộc chưa bao giờ nhớ rõ nơi này sẽ nổi lên sương mù tốc độ xe chậm lại sầm hy lại cảm thấy nhàm chán vì thế hắn đem tinh lực dư thừa đặt lên trên hai nữ hành khách ngồi phía sau xuyên qua kính chiếu hậu quan sát hai nữ hành khách dưỡng mắt lúc này đây kéo hai nữ hành khách dáng người dung mạo đều là thượng thừa thông qua hai người nói chuyện với nhau còn có một người trong đó thỉnh thoảng phát điên để cho hắn biết tên hai nữ hành khách khi thỉnh thoảng phát điên nữ hành khách tên là dương vũ vi dung mạo cùng dáng người đều không kém lại đáng tiếc mọc ra một cái miệng một nữ hành khách khác tên là cao uyển nghi dịu dàng đoan trang thủy chung đều là tính tình tốt cho người ta một loại nhẫn nhục chịu đựng cảm giác sầm hi chủ yếu nhìn cao uyển nghi đương nhiên hắn chỉ dám lén nhìn đáng tiếc đối phương thoạt nhìn hẳn là đã kết hôn thậm chí có thể đứa nhỏ cũng có cái loại khí chất chính chắn này cũng không phải nữ nhân chưa từng sinh con có thể có. Cũng không biết nam nhân nào có loại phúc khí này, có thể cưới được nữ nhân như vậy làm lão bà. Hắn tên thật hâm mộ, làm một cái cô nhi, bởi vì nội tâm tự ti, mặc dù 27 tuổi, cũng còn chưa có giao qua bạn gái. Dù là nhìn thấy nữ hài xinh đẹp, cũng chỉ dám xa xa nhìn, chỉ dám ở trong lòng ý bạc. Cũng không biết khi nào tôi mới có thể tìm được vợ. Sầm hy thở dài trong lòng, sau đó nghiêm túc lái xe. Tuy rằng tốc độ xe giảm xuống, nhưng sương mù dày đặc, vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng. Lúc này phía sau truyền đến thanh âm, làm cho hắn theo bản năng vẫn tai lên. Cô không cần quyền nuôi con có thể hiểu được, như vậy sau này sẽ tốt hơn để tái giá, nhưng vì sao ngay cả cổ phần công ty cũng không cần. Những thứ đó đều là cô nên có. Đây là giọng của Dương Vũ Vi. Ngay sau đó giọng nói dịu dàng của Cao Uyển Nghi vang lên mệnh lý có lúc cuối cùng cũng phải có, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Tính cách không tranh sự đời của ngươi. Thật là đáng đời tranh không lại tiện nhân kia. Đây là âm thanh dương vũ vi chăm chọc. Quyền nuôi con. Sầm hy giật mình, người phụ nữ dịu dàng hiền thục kia đã ly hôn. À, chuyện này liên quan gì đến mình? Mình chẳng qua là một tài xế taxi ngay cả chỗ ở cố định cũng không có mà thôi. Hắn lắc đầu, không hề nghĩ nhiều những chuyện không thực tế kia bỗng nhiên không biết có phải là ảo giác hay không hắn cảm giác trong tầm mắt đường cao tốc có chút mơ hồ đường cao tốc vốn tràn ngập sương mù dày đặc tầm nhìn càng thấp anh vội vàng giảm tốc độ xe lần nữa đồng thời cố gắng mở to hai mắt lo lắng xảy ra tai nạn xe cộ âm âm lúc này xa xa truyền đến tiếng va chạm thật lớn làm cho ba người trong xe taxi đều hoảng sợ đột nhiên sầm hy sắc mặt đại biến đạp mạnh thắng xe xoẹt taxi dừng gấp một cái quán tính cực lớn khiến hai nữ hành khách ngồi ghế sau không chuẩn bị thiếu chút nữa đụng vào hàng rào cách ly phía trước cũng may có dây an toàn bảo vệ để cho hai người đều bình yên vô sự sau khi xe taxi dừng hẳn sầm hy giật mình nhìn ra ngoài đồng tử hơi co lại bên ngoài sương mù đã tan xuất hiện ở trong tầm mắt dĩ nhiên là từng cây đại thụ ít nhất cũng có hai người ông chặt độ thô. Mà ngay tại hơn 10 mét bên ngoài, một chiếc xe tải lớn nghiêng ở nơi đó, đem một cây đại thụ đụng gãy. Lúc trước tiếng nổ kia, hẳn là do chiếc xe kia đụng gãy đại thụ phát ra. Lúc anh nhìn qua, tài xế bên trong vừa vặn từ trong cửa sổ xe bò ra ngoài. Ngoài chiếc xe tải lớn đó, còn có những chiếc xe khác ở phía xa. Trong lúc vô tình xe cộ xông vào nơi này, số lượng tựa hồ không ít. Mà phía sau, căn bản không có đường cao tốc gì, cũng không biết đám người mình làm sao xông vào nơi này. Anh lái xe như thế nào? Ghế sau truyền đến Dương Vũ Vi phẫn nộ kêu to. Nếu như ta có cái tam trường lưỡng đoạn. Ngay sau đó, Sầm Hy liền nghe được tiếng kinh hô của hai cô gái. Hiển nhiên hai nữ hành khách cũng phát hiện tình huống bên ngoài. Hống. Đột nhiên phương xa truyền đến tiếng thú gầm thanh âm kia, mặc dù cách rất xa, cũng có loại cảm giác tay chân lạnh lẽo. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Cảm giác nguy hiểm trong lòng sầm hy bùng nổ. Hắn vội vàng mở hộp đựng đồ ở phía trước phi công phụ, từ bên trong lấy ra một con dao gấp đề phòng. Bất quá gấp đao cũng không an toàn, bởi vì loại này trong rừng rậm, mảnh thú có lẽ chỉ là uy hiếp một trong. Cho nên hắn đem gấp đao cất vào túi, sau đó lại lấy ra một cái hộp nhỏ. Trong cái hộp nhỏ này có 10 linh kiện, là linh kiện của súng lục kim thép do chính hắn chế tạo thủ công. Bởi vì thường xuyên chạy xe đêm, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn tự nhiên sẽ chuẩn bị một ít đồ vật. Gấp đao là thứ nhất, súng lục cương châm này cũng là thứ nhất. Súng lục kim cương ngoại hình quá bắt mắt, bình thường vì tránh bị hiểu lầm, hắn đều là đem nó tháo ra thành linh kiện thu lại, lúc cần dùng mới có thể lắp ráp. Gấp dao lại là công cụ gọt trái cây bình thường, cái này dễ giải thích. Đạn dược của súng lục này chính là kim thép, là động lực lò xo, quy lực rất nhỏ, tầm bắn hữu hiệu chỉ có 5 mét, tầm bắn lớn nhất cũng không quá hơn 10 mét. Bất quá mấy năm nay hắn không có việc gì liền luyện tập độ chính xác, cho nên trong vòng 5 mét cơ hồ là bách phát bách trúng. Mặc dù gặp phải mạnh thú, nếu là bắn trúng mắt, vẫn là có thể tạo thành rất lớn thương tổn. Rất nhanh, hắn thuần thục lắp ráp 10 bộ phận. Một khẩu súng lục bỏ túi cỡ nồng chỉ vài mờ mờ xuất hiện. Khi một cái cuối cùng linh kiện lắp đặt lên trong nháy mắt, đột nhiên, thép châm súng lục phía trên xuất hiện một cái số liệu. Súng lục kim thép LV-1. không 10, tầm bắn hiệu quả 5 m không thể nâng cấp, cùng lúc đó, trong đầu đột nhiên có kinh nghiệm một chữ chật lóe lên. Sau một khắc, trong đầu số liệu, đã biến thành. LV-1, 1, 1, có thể nâng cấp, đây là sầm hy sửng sốt. Gì, đó là đổ đổng. Đột nhiên phía sau truyền đến Dương Vũ Vi kinh hỉ thanh âm, sau đó hạ cửa sổ xe thanh âm vang lên, ngay sau đó chợt nghe Dương Vũ Vi kêu to. Đổ đổng, ngươi cũng ở đây a? À? Sầm hy nhíu mày quay đầu lại. Đừng mở cửa sổ lung tung, cẩn thận có độc trùng chui vào. Cái kia Dương Vũ Vi lại mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hướng xa xa mang theo bảo tiêu trung niên nam nhân vẫy tay. Trung niên nam nhân nhìn thấy bên này Dương Vũ Vi, vội vàng mang theo bảo tiêu đi tới. Dương tổng, Cao tổng cũng ở đây a, à, muốn hay không cùng nhau? Nơi này quá quỷ dị, chúng ta tốt nhất hợp tác tìm kiếm đường ra. Hai nữ hành khách của anh và Sầm Hi rõ ràng quen biết nhau, hơn nữa còn rất quen thuộc. Được, Nguyễn Nghi, chúng ta xuống xe đi. Dương Vũ Vi vội vàng mở cửa xe, muốn lôi kéo Cao Nguyễn Nghi xuống xe sầm hy dựa vào tố chất nghề nghiệp thiện ý nhắc nhở tốt nhất không nên tùy tiện ra ngoài ở đây nói không chừng có độc trùng hơn nữa các anh còn chưa trả tiền xe cho tôi dương vũ vi vừa nghe lời này nhất thời nổi giận ngươi đưa chúng ta đưa đến loại địa phương quỷ quái này đến vậy mà còn muốn tiền xe sầm hy thản nhiên nói đưa các anh đến đây mặc dù tôi không đúng nhưng chuyện này tôi không thể khống chế các anh muốn rời đi cũng được nhưng sau khi rời đi, sẽ không còn là hành khách của tôi nữa, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn của các anh nữa. Ai muốn ngươi phụ trách? Tự mình đa tình. Dương Vũ Vi nói xong liền muốn lôi kéo Cao Uyển Nghi xuống xe. Nhưng mà Cao Uyển Nghi lại không nhúc nhích. Cô nghiêm túc nhìn Sầm Hy bình tĩnh, đột nhiên hỏi. Bây giờ tôi vẫn là hành khách của anh, anh sẽ bảo vệ tôi chứ? Dương Vũ Vi và Sầm Hy nghe vậy đều sửng sốt vừa nghĩ tới mình lại có thể cùng thiếu phụ xinh đẹp này một chỗ, hắn lại không hiểu sao có chút mừng thầm. Bất quá sầm hy không dám lộ ra nửa điểm hèn mọn, nói. Tôi cố hết sức, điều kiện tiên quyết là anh là hành khách của tôi. Tìm thư uyển Cao uyển nghi mỉm cười nói. Vậy cảm ơn ngươi. Cao uyển nghi ngươi không phát sốt chứ. Ngươi lại cảm thấy hắn có thể bảo vệ ngươi. Dương Vũ Vi im lặng nói đỗ đổ đổng tốt xấu mang theo bảo tiêu hơn nữa đỗ đổ đổng thường xuyên rèn luyện gặp phải nguy hiểm hắn càng có thể bảo vệ chúng ta bên ngoài đỗ đổ đổng cũng nói dương tổng nói không sai chúng ta ít nhất là người quen quen thuộc lẫn nhau cao tổng cũng không nên tùy tiện tin tưởng người xa lạ. sầm hi liếc đối phương một cái không lên tiếng không cần hơn nữa tôi hiện tại cũng không còn là cao tổng không phiền đỗ đổ đổng cao uyển nghi khéo léo cự tuyệt dương vũ vi nhìn không được trào phúng cao uyển nghi ngươi thật sự là không biết tốt xấu trách không được lão công ngươi không cần ngươi phanh đột nhiên sầm hy điều khiển từ xa đóng cửa sổ xe lại khóa chặt tránh cho độc trùng chui vào ngươi dương vũ vi giận dữ đổ đổng kịp thời kéo cô lại nếu cao tổng không muốn đi theo chúng ta vậy chúng ta tự mình đi tìm đường ra đi có lẽ hắn cũng biết rõ tình huống hiện tại có chút không thích hợp nếu là đi không ra nơi này hắn sẽ không còn là cái gì đại tập đoàn chủ tịch cho nên cũng không muốn tùy tiện gây địch cao uyển nghi em luôn tự cho là đúng tùy tiện tin tưởng người lạ hy vọng đến lúc đó em đừng hối hận dương vũ vi hừ lạnh một tiếng xoay người đi theo đổ đổng hai người rời đi sầm hy lúc này mới nói đừng tùy tiện mở cửa sổ nếu nơi này vẫn là trái đất, anh sẽ đưa em về nhà. Cảm ơn. Cao Uyển Nghi gật đầu, sau đó trầm mặt xuống. Sầm Hy thì tranh thủ thời gian nghiên cứu số liệu thăng cấp trong đầu mình. Có thể thăng cấp. Làm sao thăng? Trong lòng hắn khẽ động, thử dùng ý niệm hạ đạt mệnh lệnh. Thăng cấp. Chương không hai. Thăng cấp, đánh giết quái điểu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio ngay tại ý niệm hoàn thành hạ đạt mệnh lệnh trong nháy mắt, đột nhiên trong đầu số liệu mơ hồ đi xuống. Đồng thời hắn đột nhiên cảm giác được thân thể hơi không thể tra nóng lên. Quá trình này chỉ kéo dài một giây và kết thúc. Sau đó số liệu trong đầu một lần nữa trở nên rõ ràng, cũng đã biến thành. LV-20, hay, hay mà số liệu của súng lục kim cương trong tay lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên trong đầu cái này số liệu là tà cá nhân đẳng cấp sau đó, ta lắp ráp ra được vật phẩm, là năng lực sản phẩm. Sầm Hy trong lòng hiểu ra, vội vàng cảm ứng được trạng thái của bản thân. Nhưng cũng không biết là đẳng cấp quá thấp hay là nguyên nhân gì, thăng cấp lúc trước, tự hồ không có bất kỳ hiệu quả gì. Lấy chính mình hiện tại điểm ấy người bình thường tố chất thân thể, một khi gặp phải mạnh thú, cơ hồ là hẳn phải chết. Hay là xem súng lục trước đi. Đột nhiên đi tới loại địa phương xa lạ này, đặc biệt là tiếng thú gầm lúc trước, làm cho trong lòng hắn cảm giác nguy cơ bạo rạp. Loại cảm giác nguy cơ này không chỉ là đến từ mảnh thú uy hiếp, còn có thức ăn thiếu thốn. Mặc dù trên xe có một ít thức ăn, nhưng sớm muộn gì cũng ăn hết. Cho nên nhất định phải có một kiện có thể săn giết con mồi vũ khí mới được. Hơn nữa về sau tìm kiếm đường ra, hơn phân nữa sẽ gặp phải giả thú, cũng cần vũ khí cường đại tự bảo vệ mình, cũng không thể một mực đứng ở chỗ này chờ đợi cứu viện bởi vì sầm hy cảm giác không có khả năng có đội cứu viện bởi vì nơi này còn hay không địa cầu cũng không biết nếu là súng lục thép châm cũng có thể thăng cấp có lẽ có thể giải quyết nhu cầu của mình lúc này sầm hy đã đại khái đoán được kinh nghiệm cá nhân của mình thu hoạch như thế nào hiện tại còn kém kinh nghiệm tự mình lắp ráp ra vật phẩm không biết nên thu hoạch như thế nào hắn suy nghĩ một chút sau đó lần nữa từ trong hộp trữ vật lấy ra một cái hộp nhựa nho nhỏ, nhỏ. Trong hộp này chứa 100 cây kim thép dài 2cm, to nhỏ cùng tâm không kém bao nhiêu, là hắn chuyên môn vì súng lục kim thép lấy ra. Mà trong hộp chứa đồ, hộp nhựa như vậy còn có hơn 10 cái. Sầm Hy lấy băng đạn ra, sau đó bỏ từng cây kim vào. Tuy rằng kim thép rất nhỏ, nhưng băng đạn cũng không lớn, cho nên một lần chỉ có thể lắp 20 cái. Cái kia là... Súng lục. Cao Uyển Nghi ngồi phía sau nhìn thấy một màn như vậy, kinh ngạc mà nghi hoặc hỏi. Như thế nào hướng bên trong thả thép châm? Đây là khẩu súng lục tự chế của tôi. Sầm hy sắc mặt không thay đổi trả lời, dù sao lúc sử dụng đối phương cũng sẽ phát hiện. Rất nhanh, kim thép đặt đầy, hắn đem băng đạn một lần nữa lắp trở về. Tự chế. Cao Uyển Nghi giật mình, bất quá trong lòng lại hoài nghi, dùng kim thép làm đạn, thật sự có thể đã thương người sao? Phải biết rằng, bình thường súng ống sở dĩ có lớn như vậy uy lực, động lực chủ yếu đều là bắt nguồn từ đạn bản thân hỏa dược thôi động. Con mũi này sao lại lớn như vậy? Đột nhiên xa xa truyền đến tiếng kinh hô. Mau trở lại trên xe. Hai người vội vàng nhìn ra bên ngoài, quả nhiên liền thấy rất nhiều con mũi to bằng nắm tay từ trong bụi cỏ bay ra. Mũi thật lớn. Cao Uyển Nghi lắp bắp kinh hãi. Sầm Hy vội vàng hạ cửa sổ xe xuống một chút, dùng súng lục nhắm vào một con mũi độc đang nhanh chóng tới gần. Ngay khi con mũi đó vào tầm bắn, anh ta bóp cò. Phóc một cái, con mũi độc kia trực tiếp bị kim thép bắn xuyên qua, rơi xuống. Cái này. Cao Uyển Nghi nhìn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Khẩu súng lục kia lại có thể đánh chết loại mũi độc này. Mà kỹ thuật bắn súng của Sầm Hy cũng khiến cô kinh ngạc. Bởi vì tốc độ của con mũi độc kia không chậm, bi di động cũng có thể bắn chuẩn như vậy. Mà lúc này, Sầm Hy đột nhiên phát hiện kinh nghiệm súng ngắn kim thép tăng thêm một điểm, biến thành. Súng lục kim thép LV-1. Một. phần mười, tầm bắn hiệu quả 5 mét, không thể nâng cấp, quả nhiên như thế, loại kinh nghiệm lắp ráp vật phẩm này, cần sử dụng mới có thể đạt được. Hắn trong lòng minh ngộ, sau đó lần nữa nhắm vào một con mũi độc khác, chuẩn bị soát kinh nghiệm. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem, loại vật phẩm này thăng cấp về sau, sẽ phát sinh cái gì? Phốc. Lại là một con mũi độc đi ngang qua bị bắn xuyên qua, rơi xuống. Kỹ thuật bắn súng của hắn mấy năm nay đã hoàn toàn luyện ra. Chỉ cần ở trong tầm bắn, coi như là bi di động, cũng cơ hội có thể trăm phát trăm trúng. Từng con mũi độc chỉ đi ngang qua bị bắn chết, kinh nghiệm súng lục kim cương cũng đang nhanh chóng gia tăng. Những con mũi độc kia vô luận bay nhanh hơn nữa, chỉ cần tiến vào trong tầm bắn sẽ bị một kích bắn chết cao uyển nghi ngồi phía sau nhìn sầm hi không ngừng bắn mũi độc a à, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết đây là chim gì chạy mau thanh âm hoảng sợ xa xa truyền đến sắc mặt hai người khẽ biến vội vàng theo tiếng nhìn lại chỉ thấy mấy con quái điểu to bằng bàn tay chật lóe rồi biến mất phanh đột nhiên cửa sổ xe bên trái bị thứ gì đó va chạm sầm hy quay đầu lại chỉ thấy một con quái điểu to bằng bàn tay vỗ cánh bay đi mà vị trí bị va chạm lại xuất hiện vết nứt nhỏ vết nứt ở trung tâm nhất càng là có một cái hố nho nhỏ cơ hồ đem cửa sổ xe thủy tinh đều xuyên qua xe của tôi sắc mặt anh khẽ biến hắn cần kiệm đã quen nhìn thấy cửa sổ bị đập vỡ miễn bàn đau lòng bao nhiêu tuy rằng cảm thấy chiếc xe này có thể lái không trở về nhưng nên đau lòng vẫn sẽ đau lòng nó lại tới nữa bỗng nhiên cao uyển nghi khẩn trương kêu lên chỉ thấy con quái điểu kia bay ra ngoài mấy chục mét lại quay đầu hướng bên này bắn tới muốn chết sầm hy trong lòng thầm giận vội vàng giơ súng lục lên nhắm vào con quái điểu kia ngay khi con chim lạ đi vào tầm bắn anh ta bóp cò xoẹt một cái kim cương gian nan đâm vào khóe mắt con chim kia thu quái điểu ăn đâu, vội vàng đổi phương hướng bay đi. Cao Uyển Nghi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì con chim kia rõ ràng có cổ quái, nếu là bị đối phương tiến vào trong xe, bọn họ liền nguy hiểm. Sầm Hy vội vàng nhìn về phía kinh nghiệm sử dụng súng, phát hiện kinh nghiệm vừa vặn đầy đủ. Chỉ thấy phía sau số liệu thăng cấp, chữ không thể thăng cấp ban đầu đã biến thành có thể thăng cấp. Rốt cục có thể thăng cấp, hy vọng sau khi thăng cấp hiệu quả, đừng làm ta thất vọng mới tốt hắn không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Chỉ thấy số liệu chuyên môn của súng lục kim cương mơ hồ đi xuống, sau đó có hào quang nhàn nhạt sáng lên. Quá trình này chỉ kéo dài một giây liền kết thúc, tìm thư uyển www sinh com số liệu lại xuất hiện. Sau đó số liệu chuyên môn của súng lục kim thép biến thành. Súng lục kim thép LV-2 0, 20, tầm bắn hiệu quả 7m, không thể nâng cấp, tầm bắn hiệu quả tăng thêm 2m sầm hi trong lòng vui vẻ bởi vì tầm bắn tăng lên tương đương với uy lực tăng lên mặc dù tầm bắn có hiệu quả mới bảy mét nhưng tầm bắn lớn nhất có thể đều vượt qua hai mươi mét mặt khác phải biết rằng đạn dược của súng lục này chính là kim thép bén nhọn kim tim xuyên thủng thương tổn chính là rất lớn tầm bắn hữu hiệu hai mét tăng lên tổng uy lực tuyệt đối lớn hơn trước không ít nó lại tới nữa bỗng nhiên cao uyển nghi khẩn trương kêu lên sầm hi vội vàng ngẩng đầu chỉ thấy con chim lúc trước lại từ xa bay tới hơn nửa lần này trực tiếp khóa chặt hắn hiển nhiên mang thù hắn vội vàng lần nữa giơ súng lục lên cẩn thận ngắm bắn ngay khi con chim lạ đó vào tầm bắn anh ta đã bóp cò xoẹt thu quái điểu kêu thảm một tiếng ánh mắt bị kim thép bắn xuyên qua sau đó theo quán tính đụng vào cửa sổ xe nhưng kể từ đó lực xung kích giảm mạnh không còn tạo thành phá hư đối với cửa sổ xe thủy tinh. Thấy quái điểu trượt xuống, sầm hy đẩy mạnh cửa xe, lấy con dao gấp trong túi ra ấn một cái nút. Thu. Cảm ứng được hắn tới gần, quái điểu nóng nảy, vội vàng vỗ cánh muốn bay đi. Nhưng trong nháy mắt con dao gấp bắn ra, sầm hy đâm mạnh xuống. Quái điểu đang chuẩn bị cất cánh trực tiếp bị một đao đâm xuyên, chết nhà ma. Dám đập xe tôi. Sầm hy hừ lạnh một tiếng, không dám ở bên ngoài lâu nữa, dùng dao gấp mặt thi thể quái điểu nhanh chóng trở lại trong xe, nhanh chóng đóng cửa xe và khóa chặt. Chương 03 Ban đầu kinh nghiệm nơi phát ra Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ngươi thật sự dựa vào thanh kia bắn chết con quái điểu này. Cao Uyển Nghi vẻ mặt kinh ngạc. Súng lục cương châm không thể trực tiếp giết chết. Sầm Hy nói xong, vừa quan sát thi thể quái điểu. Đây là một con chim trông rất giống chim ruồi, nhưng lớn hơn chim ruồi rất nhiều. Trên một con mắt quái điểu rõ ràng cắm một cây kim thép, nhưng cương châm chỉ là cắm vào quái điểu con mắt này nhãn cầu, rõ ràng không có thương tổn đến đầu của đối phương. Hiển nhiên quy lực của súng lục trước mắt vẫn chưa đủ lớn, đối với loại chim nhỏ này cũng không thể một kích mất mạng. Ngươi biết loại chim này sao? Sầm hy thu hồi kim thép, sau đó dơ xác chim bị gấp lên để Cao Uyển Nhi thấy rõ. Cao Uyển Nhi thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói. Ta từng ở một thiên tạp ký thượng thấy qua loại chim này ghi chép, con chim này, tự hồ là Sơn Hải Kinh bên trong thường thấy nhất xung phong điểu. Sơn Hải Kinh Sầm Hy vẻ mặt nghi ngờ. Loại chim này cũng có thể vào Sơn Hải Kinh sao? Chim sung phong tuy rằng có chút lợi hại ít nhất so với tuyệt đại đa số chim nhỏ cùng thể tích đều lợi hại hơn nhiều. Phải biết rằng, dưới tình huống bình thường, lấy tốc độ nhanh như vậy, đem cửa sổ xe thủy tinh đụng ra vết nước, chim nhỏ thể tích ngang nhau, tuyệt đối đã tan xương nát thịt. Nhưng con chim xung phong này lại bình yên vô sự, hơn nữa tự hồ có thể nhiều lần tiến hành xung phong va chạm như vậy. Bất quá loại này lợi hại trình độ như trước tại có thể tiếp nhận trong phạm trù, như thế nào đều cảm giác không xứng với sơn hải kinh bên trong quái vật đương nhiên không phải ta xem quyển sách kia là tạp ký chỉ là nói loại chim xung phong này sống ở thời đại đó mà thôi cao uyển nghi giải thích chim xung phong chính là một loại chim dựa vào xung phong công kích kẻ địch cũng không có năng lực đặc gì dừng một chút nàng đột nhiên kinh nghi bất định nói loại này chỉ tồn tại ở cổ sử thần thoại tạp ký bên trong sinh vật tại sao lại xuất hiện ở chỗ này có lẽ nơi này không còn là trái đất nữa rồi sầm hy lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua phát hiện căn bản không có tín hiệu thở dài một tiếng đột nhiên hỏi loại chim này có thể ăn sao hẳn là có thể chứ cao uyển nghi cũng nhìn xuống di động thấy quả thật không có tín hiệu tâm tình phức tạp nói ta xem qua ghi chép loại chim này là rất nhiều chim cỡ lớn đồ ăn thịt hẳn là không độc vậy thì tốt rồi, hôm nay chúng ta sẽ ăn con chim này. Sầm Hy nói xong, đột nhiên lấy từ dưới ghế lái phụ ra một cái nồi sạc điện nho nhỏ. Biết không? Biết thì có, nhưng con chim này nhỏ như vậy, đủ ăn không? Cao Uyển Nghi nhận lấy nồi điện. Sầm Hy lúc này lại lấy muối ăn và nước khoáng ra, là tài xế taxi thường xuyên chạy đường dài, thứ này nhất định phải chuẩn bị. Đợi lát nữa ta dết thêm một ít là đủ rồi hắn nói xong lấy băng đạn của súng lục ra sau đó bổ sung đầy băng đạn chuẩn bị tiếp tục quét kinh nghiệm trong khu rừng này đã có chim xung phong loại quái điểu này rất có thể cũng sẽ có quái vật khác cho nên việc nâng cấp súng lục kim thép lửa xém lông mày bên ngoài trừ mũi độc những côn trùng độc khác cũng không ít sầm hy liền lấy độc trùng luyện tập phốc một con bướm đêm lớn bằng bàn tay đi ngang qua bị kim thép lóe lên rồi biến mất bắn xuyên qua rơi xuống đất. Phốc Một con côn trùng nhỏ không nhận ra vừa từ trên cây rơi xuống, đã bị kim thép bắn xuyên qua, xẹt qua một độ cong nho nhỏ rơi vào trong bụi cỏ. Không thể không nói, đánh loại vật sống này, so với bắn chết bia ngắm thú vị hơn nhiều. Đặc biệt, nhìn kinh nghiệm sử dụng súng ngắn tăng lên từng chút một, sầm hy trong lòng tràn đầy động lực, tuyệt không cảm thấy nhàm chán. Vẹn vẹn nửa phút thời gian, bên ngoài liền lần nữa nhiều ra 20 con côn trùng thi thể. Bởi vậy có thể thấy được, này phiến trong rừng rậm độc trùng là thật nhiều, nguy cơ tứ phía, không có chuẩn bị sẵn sàng trước, tốt nhất vẫn là không nên xuống xe. Bằng không đừng nói tìm kiếm đường rời đi, có thể sống sót hay không đều là ẩn số. Súng lục kim thép LV-2 20, 20, tầm bắn hiệu quả 7 mét, không thể nâng cấp, không thể thăng cấp. Tại sao? Lúc này kinh nghiệm đã đầy, nhưng vẫn như cũ không cách nào thăng cấp. Sầm Hy không khỏi nghĩ đến đẳng cấp cá nhân của mình. Ta cá nhân đẳng cấp, cũng vừa vặn là cấp 2, chẳng lẽ đẳng cấp của ta hạng mức cao nhất, quyết định vật phẩm đẳng cấp hạng mức cao nhất. Tôi tớ không áp đặt quy tắc của Chúa. Vậy tiếp tục kiếm kinh nghiệm, chờ sau này cùng nhau thăng cấp. Sầm Hy nghĩ vậy liền bắt đầu rút kinh nghiệm. Nhưng mà, khi hắn lại một lần nữa bắn ra một cây cương châm, đem ngoài 5 mét một con ghé vào trên thân cây tiểu trùng bắn chết về sau, lại nghi hoặc phát hiện cũng không có kinh nghiệm vào sổ sách. Sau khi kinh nghiệm đầy đủ thì không thể tiếp tục tích lũy. Hắn khẽ nhíu mày. Nói như vậy, trước hết phải nâng cấp lên mới được. Nghĩ tới đây, hắn lúc này cầm lấy dao gấp treo trên lan can cách ly, từ dưới chỗ ngồi tìm được tu viết mở ra. Nhưng để tránh rắc rối, anh ta không loại bỏ hoàn toàn, chỉ loại bỏ các mô đun chính và bắt đầu lắp ráp trực tiếp. Kết quả lắp ráp như vậy, dĩ nhiên không có sinh ra số liệu thăng cấp. Là ta suy đoán sai lầm, hay là nhất định phải tất cả linh kiện đều là ta tự tay lắp ráp mới được? Sầm Hy khẽ nhíu mày, sau đó lại tháo con dao gấp xuống, hơn nửa lần này tháo rất triệt để. Bất luận là đinh ốc, hay là lò xo, so, đều bị hắn tháo ra. Cuối cùng tổng cộng có 13 bộ phận được tháo ra xác định không có linh kiện khác, hắn lúc này mới một lần nữa bắt đầu lắp ráp. Rốt cục, lúc này đây, khi hắn đem gấp đao một lần nữa lắp ráp tốt, đọc thuộc về gấp đao thăng cấp số liệu xuất hiện. Gấp dao LV1. Không, 13, không thể nâng cấp, cùng lúc đó, trong đầu có kinh nghiệm bị một từ ngữ chợt lóe lên, kinh nghiệm cá nhân của mình tăng lên một chút. Xem ra thật sự phải tự tay ta lắp ráp tất cả linh kiện mới có thể sinh ra số liệu Sầm Hy trong lòng hiểu rõ, sau đó nhìn về phía kinh nghiệm của gấp đao. Kinh nghiệm ban đầu chính là 13 điểm. Là trùng hợp sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến, súng lục kim thép cũng là vừa vặn 10 cái linh kiện, sau đó kinh nghiệm ban đầu chính là 10 điểm. Chẳng lẽ tạo thành một kiện vật phẩm linh kiện số lượng, quyết định ban đầu kinh nghiệm bao nhiêu? Nếu thật như thế, vật phẩm quá mức tinh vi, sẽ không thích hợp với năng lực của mình ví dụ như điện thoại di động tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc giao su xuyên Còn ví dụ như ô tô những thứ này coi như thật ra đời thăng cấp số liệu cái kia kinh nghiệm chỉ sợ là thiên văn con số căn bản không có cách nào đi thăng cấp đưa giao cho ta ta giải phẫu chim xung phong lúc này cao uyển nghi ngồi phía sau nói được rồi sầm hy giật mình vừa vặn nhìn xem cao uyển nghi sử dụng vật phẩm mình lắp ráp có thể đạt được kinh nghiệm hay không? Đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì. Cao Uyển Nghi tiếp nhận gấp đau, nói: "Gọi tôi là Sầm Hi là được rồi." Sơn Kim Sầm, hy vọng. Sầm Hi nói. Cao Uyển Nghi mỉm cười gật đầu. "Ta tên là Cao Uyển Nghi, ta hẳn là lớn hơn ngươi, ngươi trực tiếp gọi tên ta, hoặc là gọi ta Uyển Nghi tỷ, đều có thể." "Tôi 27 tuổi." Sầm Hi nói dường như muốn chứng minh mình không còn nhỏ nữa. Ta đã ba mươi. Cao Uyển Nghi dịu dàng cười, cũng không giống những nữ nhân khác kiên kỵ tuổi tác. Được rồi, quả thật lớn hơn mình. Sầm Hy không nói gì nữa, tiếp tục tìm kiếm trong hộp đựng đồ có thể tháo rời lắp ráp. Hiện tại bên ngoài nguy cơ tứ phía, trước tiên phải đem thực lực của mình tăng lên. Rất nhanh, hắn tìm được một cái thưởng thức dùng một hạch đào. Quả ốc chó gỗ này là gỗ thật, hình tròn tổng cộng do sáu bộ phận tạo thành vách ngoài được điêu khắc rất giống quả ốc chó sầm hy tháo nó ra lắp ráp lại quả nhiên lại có số liệu thăng cấp thưởng ngoạn một hạch đào lv 1 không sáu không thể nâng cấp trong đầu lần nữa hiện lên kinh nghiệm một mắt chữ sầm hy cũng xác định số lượng linh kiện tạo thành vật phẩm chính là kinh nghiệm ban đầu kinh nghiệm cá nhân của ta đã đủ lại có thể thăng cấp vậy thì thăng cấp ý niệm của hắn vừa động, lập tức thăng cấp cho mình. Chương 04 Thân ngát thủy nấu thịt chim Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trong đầu số liệu mơ hồ đi xuống, cùng trước giống nhau, thân thể vi không thể tra nóng lên. Chỉ một giây sau, nâng cấp kết thúc, dữ liệu mới trở thành. LV 304, kinh nghiệm tăng gấp đôi. Sầm hy khẽ nhíu mày, sau đó cảm ứng trạng thái của bản thân, lại phát hiện thể chất và sức mạnh vẫn không có gì thay đổi rõ rệt. Hoặc là nói, duy nhất biến hóa, tự hồ chính là hơi chút tinh thần một ít. Xem ra đối địch lực lượng, không thể đối cận chiến năng lực ông hy vọng, ít nhất giai đoạn đầu không thể. Không có lãng phí thời gian, hắn vội vàng cầm lấy thép châm súng lục kiểm tra. Quả nhiên, chữ không thể thăng cấp phía sau súng lục đã biến thành có thể thăng cấp. Vì thế hắn trực tiếp bắt đầu thăng cấp đại khái hai giây sau, thăng cấp kết thúc. Súng lục kim cương mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là trọng lượng gia tăng một chút, có lẽ là bởi vì chất liệu bị cường hóa. Dữ liệu trở thành Súng lục kim thép LV-3 bốn 40, tầm bắn hiệu quả 10 m không thể nâng cấp, súng lục kim thép cấp 3, tầm bắn hiệu quả tăng thêm 3 m đạt tới 10 m Tầm bắn hữu hiệu 10 m dựa theo tỷ lệ 3 đến 4 lần tầm bắn hữu hiệu và tầm bắn lớn nhất mà tính, tầm bắn lớn nhất, ít nhất vượt qua 30 mét, tiếp cận trình độ 40 mét. Tầm bắn này, quy lực hẳn là không tính là nhỏ. Ít nhất nếu bắn trúng chỗ yếu hại, hẳn là có thể trực tiếp giết chết chim xung phong. Nhưng nhìn thấy kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp, sầm hy lại nhíu mày. Kinh nghiệm cần thiết quả nhiên tăng gấp đôi. Nếu là mỗi một lần đều tăng gấp đôi, vậy đến phía sau, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm có thể hay không biến thành con số trên trời hẳn là không đến mức đó chứ nếu không sẽ hơi vô lý bất quá cái này phải đợi đến lúc đó mới có thể biết được nghĩ vậy sầm hy lại nhét đầy băng đạn vào khẩu súng phanh đột nhiên phía sau xe taxi truyền đến tiếng va chạm hai người vội vàng quay đầu lại chỉ thấy một con chim xung phong nhanh chóng bay đi mà vị trí bị va chạm xuất hiện vết nứt nhỏ lại là chim xung phong, loài chim này có phải có bệnh hay không? Sầm Hy vội vàng nhìn ra ngoài, xác định không có gì nguy hiểm, liền mở cửa xe xuống xe. Hắn nhìn con chim xung phong nhanh chóng bay xa kia, giơ súng lục kim thép lên chờ đợi. Quả nhiên, con chim xung phong kia ở ngoài 30 mét điều chuyển phương hướng, nhìn thấy hắn sau trực tiếp khóa chặt hắn, vung cánh bạo xạ mà đến, tự hồ chuẩn bị đem hắn đâm chết. Sầm Hy hít mắt kiên nhẫn chờ đợi chờ con chim xung phong kia tiến vào tầm bắn liền bóp cò. Phốc. Cương châm chật lóe rồi biến mất trực tiếp xuyên qua đầu chim xung phong. Con chim xung phong này ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra đã chết nhà ma, rơi xuống đất dãy dụ vài cái liền hoàn toàn mất đi động tĩnh. Quả nhiên, súng lục kim cương bây giờ đã có thể bắn chết loại chim nhỏ này rồi. Sầm Hy bước nhanh tới, nhặt xác chim xung phong lên rồi nhanh chóng trở lại xe. Hắn rút kim thép từ trong đầu chim xung phong ra thu hồi, sau đó đưa thi thể chim xung phong cho Cao Uyển Nghi ở ghế sau. "Thêm cơm." "Ừ, được." Cao Uyển Nghi ánh mắt khác thường tiếp nhận chim xung phong thi thể, bởi vì nàng lúc này đây là tận mắt nhìn thấy, con chim xung phong này là bị một súng bắn chết. Mà trước đó, khẩu súng lục của Sầm Hy cũng không thể một kích giết chết loại chim nhỏ này. Bất quá thông minh nàng cái gì cũng không hỏi tiếp tục giải phẫu này chích chim xung phong thi thể. Cố gắng tiết kiệm nước một chút. Sầm Hy nói. Đúng rồi, tôi đi xem xe khác có gì ăn không, cô ở đây đừng tùy tiện xuống xe. Nói xong, anh liền mở cửa xe lần nữa. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên từ chỗ ngồi phía dưới tìm ra một đôi găng tay đeo vào, xuống xe, đem cửa xe cùng cửa sổ xe đều đóng lại, sau đó bắt đầu thu hồi lúc trước đánh chết độc trùng thép châm phàm là có thể tìm được, hắn đều thu hồi. Bởi vì kim thép hắn mang theo là có hạn, dùng xong sẽ không còn, nhất định phải tiết kiệm. Đem phụ cận có thể tìm tới cương châm đều thu hồi, thuận tiện lần nữa bắn chết một ít tới gần độc trùng, sau đó hắn mới bước nhanh hướng về hơn 10 mét bên ngoài chiếc xe tải lớn kia đi đến. Chiếc xe tải lớn này tài xế tự hồ cùng Dương Vũ Vi những người kia cùng nhau rời đi, đem xe ném ở chỗ này. Sầm Hy cũng không tùy tiện tới gần, miễn cho đông ít z có nguy hiểm gì đi vào hắn vòng quanh xe tải lớn đi một vòng bắn chết một ít vừa nhìn liền biết có chứa kịch độc độc trùng độc thuận tiện soát kinh nghiệm phàm là độc trùng đánh chết chỉ cần kim thép còn hắn đều thu hồi bất quá lúc thu hồi hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí miễn cho trong cống ngậm lật thuyền dù sao những độc trùng này đều có chứa kịch độc bởi vì xe lật nghiêng xe tải lớn kéo hàng hóa đổ ra không ít nhưng đáng tiếc là hàng hóa chính là cát cũng không có tác dụng gì sau khi xác định không có gì nguy hiểm hắn mới bò vào ghế lái tài xế xe tải lớn đã mang chìa khóa đi những thứ hữu dụng khác hẳn là cũng mang theo sầm hy vốn tưởng rằng không có thu hoạch gì bỗng nhiên nhìn thấy phía trước tay lái đặt một hộp gỗ to bằng bàn tay hắn vội vàng cầm lên nhìn phát hiện bên trong hộp thu nạp chỉ đặt mấy đồng xu một nguyên một đồng xu không có tác dụng gì nhưng hộp thu nạp này dường như là kết cấu mộng mão có thể dùng để mở ra lắp ráp thu hoạch kinh nghiệm cá nhân sau khi xác định không có gì hữu dụng hắn liền bò ra khỏi ghế lái a à, đột nhiên phương xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến sắc mặt hắn khẽ biến vốn còn muốn đi trong xe khác tìm kiếm vật tư hắn lập tức bỏ đi loại ý nghĩ này vẫn là trước đem súng lục thép tăng lên cấp bậc rồi nói sau trước đó cũng không biết có bao nhiêu xe xông vào phiến rừng rậm này, dù sao coi như tại hắn xe taxi vị trí, liền có thể chứng kiến ba bốn chiếc xe. Những chiếc xe kia hẳn là tới sớm hơn bọn họ, người bên trong đã không biết đi nơi nào. Xa hơn hẳn là còn có, cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu người xông vào phiến rừng rậm này. Người chết rồi. Lúc Sầm Hy trở lại xe taxi, Cao Uyển Nghi đang nấu thịt chim khẩn trương hỏi. Trong lúc nói chuyện, cao uyển nghi đưa nội tạng và lông chim cho sầm hy ném xa một chút không biết có lẽ đúng vậy sầm hy nhận lấy lông vũ và nội tạng ném mạnh ra xa sau đó khóa chặt cửa xe lấy kinh nghiệm cá nhân trước đã xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết luôn luôn nhắc nhở hắn bên ngoài rất nguy hiểm nhất định phải mau chóng tăng lên năng lực tự vệ hắn lấy ra hộp thu nạp lúc trước tìm được sau một phen tìm tòi liền mở ra sau đó lắp ráp lại. Loại này thu nạp hợp tổng cộng 10 cái linh kiện, lắp ráp xong cũng sinh ra kinh nghiệm về sau, kinh nghiệm ban đầu quả nhiên là 10 điểm. Kinh nghiệm để một kinh nghiệm cá nhân tăng lên một chút. Sầm Hy nở nụ cười, không vội vã nghiên cứu phương thức thu hoạch kinh nghiệm, mà tiếp tục tìm kiếm những thứ khác để lấy kinh nghiệm cá nhân. Chỉ có cá nhân đẳng cấp tăng lên, chính mình lắp ráp vật phẩm mới có thể tiếp tục thăng cấp, hiện tại quan trọng nhất là tăng lên thép châm súng lục đẳng cấp đáng tiếc trong xe không có gì thuận tiện tháo dỡ hơn nữa số lượng linh kiện ít vì thế hắn lại xuống xe đến gần đó nhổ mấy cọng cỏ trở lại trên xe khóa kỹ cửa xe tìm thư uyển hắn cầm lấy ba cọng cỏ gấp lại vài phút sau một con châu chấu cỏ có chút thô ráp xuất hiện kinh nghiệm một quả nhiên loại vật phẩm không tháo rời lắp ráp lại này cũng có thể sinh ra số liệu thăng cấp hơn nữa cũng có thể đạt được kinh nghiệm cá nhân. Sầm Hy trong lòng mừng thầm, tiện tay nhét châu chấu vào túi chờ có thời gian nghiên cứu, sau đó lại cầm lấy ba cọng cỏ tiếp tục gấp châu chấu. Đại khái 5 phút sau, lại là hai con châu chấu cỏ mới ra lò, lại có hai điểm kinh nghiệm cá nhân. Mắt thấy kinh nghiệm cá nhân đầy đủ, hắn không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Nhiệt xuất hiện trong cơ thể nhiều hơn một chút so với hai lần nâng cấp trước đó. Hai giây sau, đẳng cấp của hắn đạt tới 4 cấp. LV 408 đẳng cấp cá nhân rốt cục đạt tới cấp 4. Sầm Hy nở nụ cười nhàn nhạt, cảm ứng cơ thể lần nữa, phát hiện sức mạnh thể chất vẫn chưa tăng lên rõ rệt, nhưng tinh thần rõ ràng tốt hơn một chút. Có thể ăn, đúng rồi, muốn hay không mở xuống điều hòa đem hơi nước rút ra đi. Nhanh như vậy. Sầm Hy lập tức thu dọn châu chấu, tiện tay mở máy điều hòa, sau đó lấy ra hai đôi đuổi dùng một lần không có bác tạm dừng một chút tôi không yếu ớt như vậy cao uyển nghi mỉm cười nhận lấy đũa hai người cứ như vậy cách lan can cách ly gắp thịt chim từ trong nồi nấu điện ăn vừa lúc hai người đều có chút đói bụng khoan hãy nói tuy rằng không có gia vị chỉ có muối nhưng thịt chim này lại ăn rất ngon cũng không biết là do tay nghề của cao uyển nghi hay là thịt chim xung phong vốn ngon như vậy ở trong rừng rậm nguyên thủy nguy cơ tứ phía này chỉ ăn muối ăn thịt chim luộc thật đúng là có một phen tư vị khác chương không năm tao ngộ giả nhân thằng cấp phản sát bạn đang nghe tại truyện chấm audio a à, đột nhiên xa xa lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương hai người đều biến sắc không ổn mau ăn đi tiếng kêu thảm thiết đó thường xuyên quá tôi có dự cảm xấu sầm hy đột nhiên tăng tốc cho dù muốn rời đi cũng phải lấp đầy bụng mới được hơn nữa hiện tại cũng không biết nguy hiểm bắt nguồn từ cái gì, mù quán chạy trốn có thể sẽ lâm vào hoàn cảnh càng thêm nguy hiểm. Ư ừ, ư. Ừ. Cao Uyển Nghi cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, lúc này cũng tăng nhanh tốc độ ăn uống. Rất nhanh, bọn họ ăn sạch thịt chim, nhưng ngay cả nửa no cũng không tính. Cũng uống canh đi, anh uống một nửa đi. Sầm Hy nói. Ừ, Cao Uyển Nghi nhịn nóng, cầm nồi điện lên, uống một nửa canh rồi đưa cho Sầm Hy. Sầm Hy nhận lấy nồi đun nước, trực tiếp rót vào miệng. Sau khi canh bên trong bị uống sạch, hắn mới rốt cục cảm giác có chút no. Đột nhiên lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, mà lúc này đây tiếng kêu thảm thiết kia dĩ nhiên ngay tại phía sau 200 mét tả hữu. Sầm Hy hơi biến sắc, vội vàng nhìn qua gương chiếu hậu, nhưng không thấy gì cả. Mang theo đồ của ngươi. Hắn nói xong, nhanh chóng tìm ra một cái ba lô, đem những thứ có thể dùng đều cất vào bởi vì hắn không có nhà càng không có thuê phòng ở sau khi mua xe lại thường xuyên chạy đường dài hắn cơ hồ đều ở trên xe bởi vậy trên xe có ba lô cũng không kỳ quái đầu tiên hắn đem mười mấy cái hộp nhựa nhỏ đựng kim thép bỏ vào sau đó là năm chai nước khoáng hộp gỗ tìm được lúc trước hắn cũng cất vào có người bỗng nhiên cao uyển nhi kêu lên sầm hiên ngẩng đầu lên nhìn liền thấy một người hoảng sợ từ phía sau chạy tới Người nọ nhanh chóng vượt qua xe taxi, sau khi nhìn thấy bọn họ trong xe sắc mặt lộ ra vẻ hy vọng, lại quỷ dị không có cầu cứu. Trong xe taxi hai người đang nghi hoặc, đột nhiên một cây mộc mâu từ phía sau bạo bắn tới. Phốc. A, à, người nọ trong nháy mắt bị trường mâu bắn xuyên qua lưng cùng trước ngực đinh trên mặt đất, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương lúc trước. Hai người trong xe taxi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đang nghi hoặc đến tột cùng là ai ném trường mâu ra? bỗng nhiên một nam nhân để trần cánh tay, bọc da thú, da nâu đen, tóc rối bời tiến vào trong tầm mắt hai người. Giả nhân Cỏ Trong xe taxi hai người đều là sắc mặt lần nữa biến đổi. Sầm hy vội vàng mở cửa xe, đồng thời cầm lấy khẩu súng lục. Giả nhân kia nghe được đồng tỉnh, mạnh mẽ quay đầu, như giả thú như hung ác ánh mắt nhìn qua. Phốc Trong nháy mắt giả nhân quay đầu, cương châm chợt lóe rồi biến mất trực tiếp bắn vào mắt hắn nhưng mà giả nhân kia dĩ nhiên một tiếng không hừ chỉ là theo bản năng dùng một tay che lại bị thương con mắt kia đồng thời một bước dài bạo bắn mà đến a à, cao uyển nghi sợ hãi kêu lên sầm hy vội vàng bóp cò lần nữa phốc cương châm chợt lóe rồi biến mất tinh chuẩn bắn vào con mắt kia của giả nhân nhưng để cho hai người khiếp sợ chính là cái kia giả nhân như trước không lên tiếng tiếp tục hung hãn không sợ chết dết tới, có lẽ là biết loại thời điểm này tuyệt đối không thể lui. Sầm Hy cũng biết không còn đường lui, liền không có ý lùi bước, nhắm vào mi tâm đối phương bóp cò. Xoẹt. Nhưng mà cương châm chật lóe rồi biến mất chỉ đâm vào một chút, không cách nào bắn vào mi tâm cốt. Lúc này hai mắt đều mù giả nhân đã vọt tới ngoài cửa sổ xe, trong miệng phát ra như giả thú giống như rít gào, mãnh liệt một quyền nện tới. Sầm Hy vội vàng đóng cửa thình thịch cửa xe ghế lái trực tiếp bị đập nát a à, cao uyển nghi kinh hô giả nhân mãnh liệt quay đầu nhìn hướng nàng bên kia nàng vội vàng vừa lăn vừa bò hướng bên kia cửa xe di động lấy rời xa đối phương lui về phi công phụ sensi vội vàng nhắm vào cổ họng của sa vây và bóp cò phốc giả nhân kia thân thể dừng lại ít hầu hiển nhiên không có cứng như vậy bị cương châm bắn vào một cm thừa dịp đối phương dừng lại sầm hy nhân cơ hội bắn ra một mũi kim. Nhưng mà lúc này đây tuy rằng cương châm như cũ bắn vào cái kia giả nhân yết hầu, chưa vào gần nữa, nhưng đối phương đột nhiên bộc phát, liều lĩnh điên cuồng công kích ghế lái. Hiển nhiên mắt hắn bị mù cũng không có năng lực nghe âm thanh phân biệt vị trí, đặc biệt là tiếng điều hòa trên xe ong ong, hấp dẫn lực chú ý của hắn. Thế cho nên công kích của hắn cơ hồ đều rơi xuống chỗ điều hòa trong xe. Có lẽ là bởi vì thể trạng quá lớn, hơn nữa không quen thuộc kết cấu bên trong xe, thân cao gần 2 mét cùng thân hình cường tráng, làm cho hắn căn bản không thể chui vào, chỉ có thể công kích ở cửa. Thình thịch thình thịch. Ghế lái liên tiếp bị tàn phá, rất nhanh tay lái đều bị đập gãy, cuối cùng ngay cả ghế ngồi cũng bị đập đến biến dạng. Lực công kích khủng bố như vậy khiến Sầm Hy và Cao Uyển Nghi hoảng sợ. Đột nhiên, khóe mắt Sầm Hy nhìn thấy, kinh nghiệm sử dụng súng ngắn đã đầy. Nhất thời trong lòng hắn vui vẻ, không chút do dự lựa chọn thăng cấp, một bên mở cửa xe ghế phụ xuống xe. Cao Uyển Nghi cũng vội vàng mang theo nội điện dùng để phòng thân xuống xe, theo sầm hi nhanh chóng lui về phía sau. Thình thịch thình thịch. Rầm rầm. Giả nhân nghe được động tĩnh, nhất thời càng điên cuồng, toàn bộ thân thể đều đang hướng ghế lái chen vào. Nắm đấm to bằng bao cát kia đánh cho điều hòa trong xe đều hỏng bét, đánh cho hộp đựng đồ đều biến hình vỡ nát. Lúc này súng lục cương châm thăng cấp thành công. Loãng xoảng rầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cửa xe phụ lái lại bị giả nhân một quyền đánh nát. Sầm hy vội vàng nhắm vào bụng dưới của đối phương, mạnh mẽ bóp cò. Phốc. Cương châm uy lực lớn hơn chật lóe rồi biến mất, xuyên qua da thú nửa trốc ra bắn vào hạ âm của đối phương. Ngao. Giả nhân rốt cục nhìn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó càng thêm điên cuồng cường tráng thân thể liền muốn gạt ra thùng xe. Sầm Hy lạnh mặt, nhanh chóng nhắm vào các chỗ yếu hại của đối phương, liên tiếp nổ súng. Phốc Một cây cương châm trong nháy mắt bắn vào khớp khuỷu tay giả nhân, làm cho tay muốn xé mở cửa xe dừng lại. Phốc Ngay sau đó, khớp tay kia của hắn cũng trúng đạn. Phốc 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 Sầm Hy liên tiếp nổ súng, từng cây kim thép liên tiếp bắn vào mi tâm giả nhân, hai mắt, ngực vân vân nhưng mà để cho hắn giật mình chính là, những này cương châm đều bị giả nhân cơ bắp hoặc là xương cốt ngăn trở. Súng lục thép châm cấp 4 tuy rằng uy lực gia tăng không ít, nhưng vẫn không đủ. Cuối cùng hắn dứt khoát đem toàn bộ cương châm còn lại bắn vào cổ giả nhân. Rốt cục, gian nan đẩy ra thùng xe giả nhân, hoàn toàn mất đi khí lực, vô lực rơi xuống đất. Sầm hy một bên nhanh chóng lui về phía sau, một bên nhanh chóng lấy kim thép ra, tìm thư uyển bổ sung băng đạn cho súng lục kim thép. Khi băng đạn được nạp đầy, hắn trực tiếp vòng qua bên kia, bắn một phát vào sau gáy giả nhân. Phốc một cái, kim thép trong nháy mắt bắn vào giả nhân ót không có thịt địa phương, để giả nhân thân thể mãnh liệt trung lên. Sầm hy liên tiếp nổ súng, mỗi một phát đều nhắm thẳng vào chỗ yếu. Rốt cục, băng đạn lần nữa đánh sạch về sau, giả nhân cũng hoàn toàn không có động tĩnh. Mẹ nó, thật khó giết hắn thở vào nhẹ nhõm. Hiện tại súng lục cương châm, quy lực vẫn là không đủ. Ít nhất đối mặt loại giả nhân gia có thịt dày này, không đủ. Phải tiếp tục cố gắng thăng cấp mới được. Bổ sung đầy kim cho khẩu súng, sầm hy thu hồi, đi tới bên cạnh thi thể bị đóng đinh trên mặt đất. Cố nén cảm giác khó chịu, hắn dẫm lên thi thể, bắt lấy một mâu, mãnh liệt đem một mâu rút ra, sau đó hướng giả nhân thi thể đi đến. Cẩn thận hắn giả chết. Cao Uyển Nghi cầm nồi điện, khẩn trương nhắc nhở. Ta biết. Sầm Hy đi tới ngoài 3 mét, mạnh mẽ đem một mâu trở thành lao thương bắn qua. Phóc một cái, bén nhọn một mâu mãnh liệt cắm vào kia giả nhân sau tâm ít nhất 10 cm. Ngao. Giả nhân vốn không có động tĩnh quả nhiên nhìn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng cũng không còn khí lực phản kháng. Sầm Hy lại lo lắng lấy súng lục kim cương ra, phế hết tay chân giả nhân này, sau đó lại gần, bắt lấy mâu gỗ hung hăng đâm vào trong người giả nhân. Rốt cục, một mâu gian nan cắm vào giả nhân trái tim, để cho hắn mất đi sinh cơ. Cuối cùng cũng chết. Sầm hy lau mồ hôi trên mặt, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Nếu là không có thép châm súng lục, mười cái chính mình đều đánh không lại loại này thân kinh bách chiến hơn nửa da dày thịt dày giả nhân. Chương 06 Chiến lợi phẩm, rời đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 7 Bờ sông điểm tập kết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Bộ lạc nguyên thủy Chính là chỗ của giả nhân Sầm Hy hỏi Đúng vậy, xem ra các ngươi đã gặp qua người của xã hội nguyên thủy rồi Thường Phong nói Những người đó phi thường hung tàn, chúng ta tốt nhất đoàn kết lại nơi tụ tập bên bờ sông hiện tại đã có mấy trăm người, chúng ta những người hiện đại này cũng không dễ khi dễ, những người nguyên thủy kia cũng không dám dễ dàng xâm lấn. Sầm Hy gật đầu, lại hỏi. Gia nhập nơi tụ tập bên bờ sông có cần làm gì không? Không cần, bởi vì chúng ta cũng chỉ là đoàn kết cùng một chỗ, theo như nhu cầu mà thôi, bởi vì ai cũng không phục ai, không có thống nhất ý chí, chỉ cần đừng quấy rối là được, mặt khác chính là, gặp phải ngoại địch, muốn cùng nhau chống cự thường phong nói trời sắp tối rồi thế giới này buổi tối càng thêm nguy hiểm chúng ta mau trở về đi bởi vì nghe nói sầm hy không chỉ có súng ngắn hơn nữa còn cách mười mấy mét bắn chết chim xung phong đang di chuyển rất nhanh cho nên hắn vô cùng muốn mời sầm hy gia nhập doanh trại ven sông nếu có cường giả thực lực này gia nhập doanh địa ven sông bọn họ nhất định sẽ an toàn hơn vậy phiền toái dẫn đường Sầm Hy lập tức đưa ra quyết định, vừa lúc không biết nên dừng chân ở đâu. Hai vị đi theo ta. Thường Phong sắc mặt vui vẻ, vội vàng dẫn đường phía trước. Sầm Hy và Cao Uyển Nghi lập tức đuổi theo. Hơn mươi người phía trước vẫn chưa đợi bọn họ, đã rời đi. Bất quá Thường Phong cũng biết đường, cũng không cần lo lắng những thứ khác. Giả thú xung quanh đây đã bị chúng ta giết sạch, mảnh thú cường đại cũng không dám tới gần, duy nhất phải cẩn thận chính là độc trùng cùng chim xung phong đúng rồi chính là loại chim vừa rồi thường phong một bên ở phía trước dẫn đường một bên nói căn cứ chúng ta trong khoảng thời gian này thăm dò thế giới này tự hồ là một cái tương đương nguyên thủy thế giới ít nhất nơi này xã hội loài người còn ở vào nguyên thủy xã hội săn bắn thời kỳ thậm chí cũng không có tiến vào nông nghiệp xã hội ít nhất phụ cận cái kia bộ lạc còn không có tiến vào nông nghiệp xã hội nguyên thủy như vậy Sầm Hy và Cao Uyển Nhi đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ừ, khá nguyên thủy. Thường Phong ngay sau đó nói. Nhưng ngàn vạn lần không nên xem thường thế giới này, bởi vì thế giới này có lực lượng siêu nhiên. Sức mạnh siêu nhiên. Sầm Hy và Cao Uyển Nhi liếc nhau, đều không nhịn được giật mình. Sầm Hy nghĩ tới năng lực thăng cấp vật phẩm của mình, đây cũng coi như là lực lượng siêu nhiên đi. Đúng vậy, lực lượng siêu nhiên. Thường phong thần sắc ngưng trọng nói. liền nói phụ cận cái kia nguyên thủy bộ lạc, bọn hắn tự hồ cung phụng một cái đồ đằng, đồ đằng có năng lực đặc thù, chúng ta chỉ cần tới gần sẽ bị sớm phát hiện. Hay là có người canh gác, phát hiện các ngươi? Cao Nguyễn Nghi hỏi. Cái này cũng không xác định, nhưng có một điểm, ta rất xác định. Thường Phong nói. Một lão già trong bộ lạc đó có thể điều khiển ngọn lửa mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ công cụ nào, triệu hồi và điều khiển ngọn lửa từ không khí còn thần kỳ hơn cả ma thuật và gây chết người rất nhiều điều khiển hỏa diễm đó chắc chắn là sức mạnh siêu nhiên ngay cả sầm hy cũng ngưng trọng trong lòng hắn may mắn còn tốt trước đó cái kia giả nhân không có loại thủ đoạn này bằng không thì nguy hiểm dù sao mình bây giờ đẳng cấp quá thấp chỉ có thể đối phó bình thường địch nhân đúng rồi ở trong rừng rậm này còn phải cẩn thận sự lai mổ có chút sử lai mổ sẽ ngụy trang thành thực vật, từ phía sau đánh lén. Thường Phong nói với hai người một số việc cần chú ý, tóm lại, trong thế giới có sức mạnh siêu nhiên này, cẩn thận thế nào cũng không quá đáng. Sầm Hy và Cao Uyển Nghi nghiêm túc ghi nhớ, những thứ này đều là kỹ năng sinh tồn. Bộ lạc phụ cận kia, chúng ta gọi là hỏa bộ lạc. Thường Phong nói, đồ đằng tự hồ có năng lực xua đuổi sinh vật cường đại, mạnh thú căn bản không dám tới gần hỏa bộ lạc trong vòng 10 km, chúng ta bờ sông tụ tập nơi, vừa vặn cách hỏa bộ lạc 10 km. Sầm hy giật mình, trách không được nơi này không có mạnh thú. Lúc trước bọn họ nghe được tiếng thú gầm, cũng đến từ nơi rất xa. Đi về phía trước, Sầm Hy và Cao Uyển Nghi đều phát hiện cây cối xung quanh càng lúc càng lớn. Đi về phía trước hơn 2.000 mét, chung quanh tùy ý có thể thấy được cự thụ đường kính 2-3 m thỉnh thoảng thậm chí còn có thể nhìn thấy cây cổ thụ đường kính 4-5 mét. Sau khi xâm nhập vào nơi này, tán cây thật lớn, cành lá sung xuê, có lẽ là bởi vì thiếu ánh sáng, cho nên cỏ dại dưới tàn cây rất ít. Dưới chân chỉ có tầng lá mục thật dày. Loại hũ dịp tầng phía dưới, rất dễ dàng xuất hiện cạm bẫy cùng độc trùng. Bất quá nơi này rõ ràng có người tụ tập bên bờ sông thường xuyên đi, đã dò ra một thông đạo an toàn. Rốt cục, Trước khi sắc trời hoàn toàn tối đen, ba người đi tới doanh địa bên bờ sông. Từ xa, Sầm Hi nghe thấy tiếng nước chảy, đồng thời cũng nhìn thấy đống lửa trại phía trước. Phía trước có một con sông rộng mấy trăm mét, bất quá hiện tại tựa hồ là mùa khô, chỗ có nước chỉ rộng hơn 10 mét. Lúc này thường phong lại mở miệng. Đống lửa này dùng để xua đuổi giả thú, mỗi tối chúng ta đều đốt lửa trại, có người đặc biệt thay phiên gác đêm. Các ngươi mới tới, mấy ngày hôm trước không cần gác đêm nhưng phía sau cũng cần luân thủ đây coi như là nghĩa vụ duy nhất cần thực hiện khi gia nhập tụ tập nhưng gác đêm đều là nam nữ không cần gác mặt khác nơi này cách đường sông rất gần nhưng ngàn vạn lần không nên tự tiện tới gần sông bởi vì ngươi hoàn toàn không biết đáy nước rốt cuộc có cái gì lúc chúng ta mới tới nơi này chính là bởi vì sơ ý có không ít người bị quái vật dưới nước kéo xuống nếu như các ngươi không có cách nào lấy nước có thể dùng vật tư khác trao đổi với người khác thường phong nói xong bỗng nhiên kinh ngạc nói xem ra hôm nay có không ít người mới tới bên kia lửa trại phụ cận có không ít người hoặc là ngạc nhiên hoặc là sợ hãi hiển nhiên đều là vừa tới bởi vì những người đến đây đều đã thích ứng hoặc là nói chết lặng dù là có người nhìn thấy cao uyển nghi cái này chính thấu đại mỹ nữ cũng chỉ là ánh mắt sáng lên nhưng cũng không tới gần. Có lẽ là bởi vì cầu sinh tồn, cũng đã hao hết tất cả tinh lực của bọn họ. Thậm chí, những người đó cũng căn bản không tới kiểm tra sầm hy và cao uyển nhi mới tới. Bởi vậy có thể thấy được, người tìm thư uyển sống cũng không tốt. Gần đây chỉ có nơi tụ tập này thôi sao? Sầm hy hỏi. Cũng không phải, bên bờ sông cách nơi này chừng 10 km, cũng có một nơi tụ tập, cũng là người địa cầu chúng ta. Thường Phong nói. Hai chúng ta tụ tập cùng hỏa bộ lạc, xem như hình tam giác. Bất quá ta chưa từng đi qua bên kia. Ông nói thêm. Bởi vì nơi tập trung đó là ở phía bên kia của con sông, muốn đi qua, cần phải qua sông, nhưng con sông rất nguy hiểm. Sầm Hy giật mình, nhìn phía trước có rất nhiều người vây quanh đóng lửa trại, nhưng lại không thấy sơn động hay nhà cửa gì đó, nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ các anh ngủ dưới đất? người nơi này đều mặc trang phục hiện đại chỉ bất quá phần lớn quần áo của mọi người đều đã rất bẩn hiển nhiên đều không có thay quần áo xem ra nơi này tài nguyên khang hiếm nghiêm trọng a à, về sau có bận rộn đương nhiên không phải chúng ta đều sống trên cây bây giờ là lúc đàn ông đi săn trở về là lúc ăn cơm ta có thể ra giá cao thu mua dùng thịt trao đổi ta chuẩn bị cùng một ít người hợp tác trồng trọt các ngươi cảm thấy hứng thú cũng có thể thêm vào bất quá phải xuất lực không chúng tôi không tham gia sầm hi lắc đầu thường phong có chút tiếc nuối còn nói thêm ban ngày sẽ có người bày sạp ở giữa nơi tụ tập bán thức ăn hoặc là những thứ lộn xộn khác đến lúc đó các ngươi cảm thấy hứng thú có thể đi xem nơi này đều là lấy vật đổi vật song phương đều đồng ý sau đó có thể trao đổi tốt nhất là không nên mua và bán mạnh nếu không sẽ bị gạt ra ngoài và bị cô lập cho dù không có ý chí thống nhất nhưng quá đáng, có rất nhiều người nhìn không quen cùng xen vào việc của người khác. Sầm Hy gật đầu. Chương 08 Cao Uyển Nghi lựa chọn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đột nhiên Thường Phong thần sắc nghiêm túc nói. Nơi nào có người thì có giang hồ, có mâu thuẫn, nhưng nếu không có lý do chính đáng tuyệt đối, ở đây tuyệt đối không thể giết người, nếu không sẽ bị trục xuất. Anh biết Sầm Hy có súng nên nhắc nhở người không tuân thủ quy tắc, ở nơi nào cũng không được hoan nghênh. Người không phạm tôi, tôi không phạm người. Sầm Hy thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi, ta tin tưởng các ngươi sẽ không giả ngu. Thường Phong lại nở nụ cười. Những cây không cắm cọc dưới gốc cây kia đều là cây không có người ở, các ngươi có thể tự mình chọn một cây, đào lỗ trên cây hoặc trực tiếp ngủ trên thân cây đều được. Dừng một chút, hắn bổ sung nói tuy rằng nơi này không khí ẩm ướt, không dễ dàng dẫn phát hỏa hoạn, nhưng nếu là nhóm lửa, vẫn là ngàn vạn lần phải chú ý, đem lá khô quét xa một chút, nếu không không cẩn thận, tất cả mọi người sẽ bị thiêu chết. Chúng tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn. Sầm Hy cảm ơn. Vậy được, ta đi làm việc trước, các ngươi mau chuẩn bị chỗ ngủ đi. Thường Phong rời đi. Những người đó dường như đã xây nhà trên cây bỗng nhiên đôi mắt đẹp của Cao Uyển Nghi sáng lên nói. Sầm Hy cũng nhìn thấy, trên một số cây lớn, có những ngôi nhà trên cây đơn giản. Nhất thời trong lòng hắn khẽ động, chính mình tự tay kiến tạo phòng ở, không biết có hay không thăng cấp số liệu. Chúng ta cũng chọn một thân cây đi. Hắn không hiểu có chút khẩn cấp nói. Bất quá đúng lúc này, một nữ nhân bước nhanh hướng bên này đi tới, đối với Cao Uyển Nghi nói ra. Vị tỷ muội này, ngươi cũng là mới tới a à, theo ta cùng nhau kiến tạo nhà trên cây a à. ta xem các ngươi cũng không giống bạn trai bạn gái ngươi cũng không thể cùng hắn ở chung một chỗ a à. sầm hi dừng một chút lúc trước anh không hề nghĩ đến vấn đề này cao uyển nghi bất quá là hành khách của mình mà thôi hai người quen biết không đến một ngày nơi này đã không còn nguy hiểm như vậy dưới tình huống có lựa chọn đối phương hẳn là không có khả năng ở chung với mình nữa hắn không nói gì Tôn trọng lựa chọn của Cao Uyển Nghi. Bất quá chẳng biết vì sao, trong lòng lại có chút mất mát. Nhưng mà làm cho hắn ngoại ý muốn chính là, Cao Uyển Nghi không chút do dự cự tuyệt nữ nhân kia. "Đa tạ hảo ý của vị tỷ muội này, ta ở cùng đệ đệ ta." "Cậu ấy là em trai cậu à, được rồi, vậy tôi sẽ đi tìm những người khác." Cô gái kia có chút hoài nghi nhìn Sầm hy cảm giác cũng không giống lắm. Bất quá nàng cũng không có tiếp tục dây dưa lại đi tìm đồng bọn khác. Sầm Hy kinh ngạc nhìn Cao Uyển Nghi. Cao Uyển Nghi vén tóc bên tai ra sau, mỉm cười nói. Ta còn chờ ngươi đưa ta về nhà, làm sao có thể đi theo người khác? Thì ra là nguyên nhân này. Nhưng Sầm Hy vẫn vô cùng vui vẻ nói. Nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ đưa em về nhà. Ừ, vậy chúng ta nhanh chóng chọn một gốc đại thụ thích hợp kiến tạo nhà trên cây đi. Cao Uyển Nghi nói xong, Liên chủ động ở phía trước dẫn đường bắt đầu lựa chọn cây cối. Cô lại không ngốc, trải qua nửa ngày quan sát, cộng thêm những lời nói của Thường Phong lúc trước, cô gần như đã xác định, Sầm Hy rất có thể có một loại sức mạnh siêu nhiên nào đó. Dù sao, nàng nhưng là tận mắt nhìn thấy qua, nguyên bản yếu như vậy thép châm súng lục, ở trong tay đối phương, quy lực trong thời gian ngắn liền mạnh lên rất nhiều. Đến phía sau, ngay cả loại kia hung mạnh giả nhân đều có thể đánh tàn. Đó tuyệt đối không phải là thứ mà phương pháp khoa học có thể đạt tới. Đặt một cái to như vậy đùi không ôm, vậy thì thật sự là đầu óc có vấn đề. Tuy rằng lựa chọn này có thể sẽ đem chính mình đáp vào. Nhưng có được tất có mất, hơn nữa tài xế taxi này thoạt nhìn cũng không xấu, ngược lại có chút đẹp trai. Chủ yếu nhất chính là chính mình làm một cái lực lượng nhỏ yếu nữ nhân, muốn tại cái này tàn khốc nghi là thế giới nguyên thủy địa phương sống sót nhất định phải đầu nhập vào một cái có năng lực bảo vệ chính mình nam nhân. Sầm Hy tự nhiên có thể đoán được nguyên nhân đại khái cao uyển nghi lựa chọn tiếp tục đi theo mình. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là kết quả. Hai người nhanh chóng đi vòng quanh nơi tụ tập quan sát những cây đại thụ không có người ở. Cao uyển nghi ở một bên càng không ngừng phát biểu cái nhìn của mình, nhưng nàng chỉ đưa ra đề nghị, không lựa chọn, tương đối săn sóc cùng hiểu lý lẽ. Cuối cùng, sầm hy ở cách nơi tụ tập trăm mét, tìm được một gốc cây lớn hợp ý nhất. Xa xa lửa trại rất lớn, để cho nơi này cũng không đến mức ánh sáng quá tối, chờ chút kiến tạo thời điểm hẳn là sẽ không quá khó khăn. Cây đại thụ này đường kính tuy rằng chỉ có chừng hai thước năm, ở khu vực này, chỉ có thể xem như trung bình. Bởi vì xa hơn nữa, ngay cả cự thụ đường kính 5 mét cũng có. Nhưng cái cây này, cách mặt đất khoảng 10 mét, có rất nhiều thân cây mọc cùng một chỗ hơn nửa góc 90 độ kéo dài theo chiều ngang. Những thân cây ghép lại với nhau, hoàn toàn chính là ban công tự nhiên. Chỉ cần gia công một chút, chính là một nền tảng nhà cây ưu tú. Coi trọng gốc cây này. Vậy chúng ta mau dựng đi, trời càng ngày càng muộn." Cao Uyển Nghi nói. "Nơi này hình như cách nơi tụ tập hơi xa, người gác đêm tuần tra có thể sẽ không tới đây." Sầm Hi nói. Cao Uyển Nghi lại có cái nhìn khác ta hoài nghi người trên địa cầu sẽ liên tiếp tiến vào thế giới này, người nơi này sẽ càng ngày càng nhiều, về sau vị trí này, nhất định sẽ bị nhập vào phạm vi tụ tập, chúng ta chỉ cần chống đỡ qua mấy ngày này là được. Chỉ mong như thế, vậy thì gốc cây này đi. Sầm Hy lập tức đưa ra quyết định. Vậy phiền chị Uyển Nhi quét lá mục ra. Nói xong, hắn lấy súng lục ra, đem một ít độc trùng bị kinh hãi bắn chết. Phốc. Một con thoạt nhìn giống cốc nhưng toàn thân đều là mũ gì đó vừa nhảy dựng lên, đã bị kim thép lóe lên rồi biến mất xuyên thấu. Phốc Một con hoàn toàn không nhận ra rốt cuộc là vật gì độc trùng nhảy dựng lên, nhưng sau một khắc liền bị bắn nổ ở không trung, tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm giao su sinh chấm công vậy mà còn phun ra khói độc. Hai người vội vàng lui về phía sau một khoảng cách. Sau khi đánh chết độc trùng, chỉ cần kim thép vẫn còn, sầm hy liền thu hồi tất cả, không dám lãng phí chờ độc trùng dết không còn nhiều lắm, Cao Uyển Nghi liền dùng một mâu khơi màu tầng lá mục, thành lý dưới tàn cây ra. Rất nhanh, cái cây này chung quanh bán kính 10 mét khu vực, đều bị dọn sạch đi ra, trở nên trống trải rất nhiều. Chúng ta cũng dâng lửa trại lên đi, lửa trại có thể xua đuổi độc trùng dưới lòng đất, bùn đất nơi này quá mềm, dưới lòng đất khẳng định còn có nhiều độc trùng hơn. Cao Uyển Nghi đề nghị. Cậu có bật lửa không? Có, vậy nhóm lửa đi, đốt một vòng thuận tiện đuổi độc trùng có thể tồn tại trên cây đi loại cây trăm năm này nhất định là có độc trùng bọn họ muốn ở trên cây vậy nhất định phải sớm đem những độc trùng kia đuổi đi hoặc là đánh chết miễn cho trong cống ngậm lật thuyền về phần cự thụ có thể chết hay không không sao cả có thể ở lại là được dù sao cho dù cự thụ bị thiêu chết trong thời gian ngắn cũng sẽ không hư thối có thể ở lại thời gian rất dài lúc này hai người từ trong đống lá mục bị quét qua một bên tìm ra cành khô chồng chất ở địa phương thanh lý ra. Rất nhanh, dưới gốc cây khổng lồ này khí đốt đại hỏa, để cho xa xa người nhau nhau nhìn qua. Bên kia xảy ra chuyện gì? Không phải là có người chuẩn bị ở bên kia kiến tạo nhà trên cây chứ? Xa như vậy. Không muốn sống nữa à? Bảo người gác đêm nhìn một chút, đừng đốt tầng lá mục chung quanh. Rất nhiều người đều không hiểu, bởi vì bọn họ nhiều người tụ cùng một chỗ như vậy, chính là vì báo đoàn sưởi ấm, vị trí ở lại khoảng cách đều rất gần. Chạy xa như vậy kiến tạo nhà trên cây, nếu là gặp phải nguy hiểm, vậy cũng chỉ có thể một mình ứng đối, những người khác muốn trợ giúp khả năng đều không kịp. Chương 09. Sắc bén bốn cấp dao nhíp. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Bùm bùm bùm. Lửa lớn bùng cháy, độc trùng xung quanh liên tiếp nổ tung như đốt pháo khiến Sầm Hy và Cao Uyển Nghi vội vàng rời xa nơi này. Ánh lửa đem phụ cận khu vực đều chiếu sáng, xua tan bóng tối, đồng thời cũng đem đại lượng độc trùng đuổi đi. Mắt thường có thể thấy được, mềm mại đất đen phía dưới, đại lượng độc trùng tranh nhau bò ra nhanh chóng chạy trốn. Rất nhiều người không kịp chạy trốn, trực tiếp bị thiêu chết. Mà dưới đám cháy lớn, trên cây cũng có rất nhiều độc trùng rơi xuống, hoặc là trực tiếp rơi vào trong đống lửa thiêu chết, hoặc là nhanh chóng chạy thoát. Sầm Hy thầm cảm thấy may mắn, may mà đốt lửa cháy một phen, nếu không trực tiếp leo cây, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Loại này rừng rậm nguyên thủy cự thụ, độc trùng không phải bình thường nhiều. Có người tới. Lúc này Cao Uyển Nghi nhắc nhở. Sầm Hy hiểu rõ cất súng đi, tuy uy hiếp rất quan trọng, nhưng súng ống có chút bắt mắt. Các ngươi muốn ở chỗ này. Lửa sao lại cháy lớn như vậy? Không nên đốt lá khô chung quanh, cẩn thận hỏa hoạn a Lúc này có hai cái cầm một mâu nam nhân hướng bên này đi tới, ngay từ đầu ngữ khí có chút không tốt. Bất quá hai người chứng kiến Cao uyển Nghi về sau, đều theo bản năng phóng nhẹ ngữ khí, chỉ là không hiểu có chút chua sót. Cực phẩm nữ nhân như vậy, cho dù ở trên địa cầu cũng không thấy nhiều, càng miễn bàn nơi tụ tập này. Chúng tôi sẽ cẩn thận. Sầm Hy gật đầu. Tốt nhất là cẩn thận một chút, gây ra hỏa hoạn không có lợi cho ai. Một người lạnh lùng nói, người còn lại thì có chút nóng mắt nhìn Cao Uyển Nghi, thiện ý cười nói: "Đêm nay đến phiên ta gác đêm, ta gọi Đàm Ba, mỹ nữ nếu gặp phải phiền toái, có thể lớn tiếng kêu to." "Cảm ơn." Cao Uyển Nghi lễ phép trả lời một câu. Đàm Ba còn muốn bắt chuyện với Cao Uyển Nghi, nhưng thấy Cao Uyển Nghi xa cách, thậm chí cũng không tự báo tên, liền phẫn nộ rời đi. Ước chừng hơn 10 phút sau, rốt cục không còn độc trùng rơi xuống nữa mà lúc này đại hỏa chung quanh cự thụ cũng dần dần tắt sầm hi kiên nhẫn chờ lửa hoàn toàn tắt lúc này mới để cao uyển nhi tiếp tục dọn dẹp dưới tàn cây còn mình thì lấy ra dao gấp đi tới dưới tàn cây chuẩn bị leo lên xây nhà trên cây bất quá lúc chuẩn bị leo cây đột nhiên hắn nhìn thấy kinh nghiệm gấp đao dĩ nhiên là đầy nhất thời trong lòng hắn khẽ động thanh đao này sinh ra số liệu về sau ta vẫn chưa từng dùng qua trước đó đều là quyển nghi tỷ tại dùng, chẳng lẽ người khác sử dụng, cũng có thể gia tăng kinh nghiệm. Thật bất ngờ. Nói như vậy, nếu là có cơ hội, ngược lại có thể để cho người khác hỗ trợ soát kinh nghiệm. Đương nhiên đó là chuyện sau này, bây giờ vẫn là sửa nhà trên cây quan trọng nhất. Lúc này, ý niệm của hắn vừa động, đem gấp đao thăng cấp. Hai giây sau, quá trình nâng cấp hoàn tất, và ngay khi quá trình nâng cấp kết thúc, dòng chữ sáp một lóe lên phía trên con dao gấp. Gấp dao LV2. Không, 26, không thể nâng cấp, sắc bén tăng lên. Sầm Hy lập tức dùng dao gấp cắt vỏ cây, phát hiện quả thật sắc bén hơn một chút. Mà chính là thoáng cái như vậy, kinh nghiệm gấp đao dĩ nhiên tăng thêm một chút. Nhất thời trong lòng hắn khẽ động, tiếp tục dùng gấp đao cắt vỏ cây, chuẩn bị đào ra một cái nho nhỏ bậc thang. Vốn hắn không có ý định sửa cầu thang, bởi vì lượng công trình quá lớn, hắn ngay từ đầu dự định là làm một cái thang dây. Nhưng nếu là gấp đao có thể trở nên phi thường sắc bén, vậy tu cầu thang liền dễ dàng hơn rất nhiều. Mà có cầu thang, lên xuống liền thuận tiện hơn rất nhiều. Kinh nghiệm e 1 b 1 b 1 b 1 Hầu như mỗi lần cắt một nhát, lại tăng thêm một chút kinh nghiệm. Ngắn ngủn nửa phút thời gian, gấp đao kinh nghiệm dĩ nhiên liền đầy đủ sầm hy lập tức thăng cấp. Hai giây sau, trên con dao gấp quả nhiên lại có chữ sắc bén e một chợt lóe rồi biến mất. Gấp dao LV3. Không, 52, không thể nâng cấp, tam cấp gấp đao càng thêm sắc bén, cắt cứng trắng lão vỏ cây, dĩ nhiên cũng không thể nào phí sức. Sầm hy nhanh chóng vung đao, trực tiếp gọt vỏ cây trước mặt. Như thế, ngắn ngủn hơn một phút sau, kinh nghiệm gấp đao lần nữa đây. Hắn lại thăng cấp rốt cục, gấp đao cũng cấp 4, đến trước mắt đẳng cấp hạng mức cao nhất. Giao gấp LV4. Không, 104, giao gấp sắc nét, không thể nâng cấp, 4 cấp gấp đao, dấu ngoặt bên trong nhiều ra một cái sắc bén gấp đao giới thiệu vắng tắt. Rất hiển nhiên, hiện tại gấp đao, một trong những tỷ lệ chất lượng bắt đầu, có tăng lên rất lớn. Quả nhiên, khi sầm hy lại dùng để cắt cây, cảm giác như cắt trái cây. Trong lúc nhất thời nơi này khối gỗ bay tán loạn, cho Cao Uyển Nhi cảm giác, hắn giống như không phải đang cắt cây cối, mà là đang cắt hoa quả. Là nguyên nhân của con dao kia. Cao Uyển Nhi giật mình trong lòng, nàng đã dùng qua thanh đao kia, lại căn bản không biết thanh đao kia sắc bén như thế. Xem ra em trai sầm hy này có bí mật, tôi kiếm lớn rồi. Nàng trong lòng cao hứng nghĩ, đồng thời cũng không khỏi nghĩ đến trước Dương Vũ Vi nói qua chính mình sẽ hối hận lời nói người hối hận nhất định là cô ấy không biết cô ấy có sống sót không cao uyển nghi trong lòng hiện lên ý niệm này sau đó liền tiếp tục làm việc tiếp tục thanh lý lá khô chuẩn bị đem dưới tàn cây nghiêm túc quét dọn một lần cô và dương vũ vi chỉ là đồng nghiệp bởi vì tính cách không hợp ngay cả bạn bè cũng không tính cho nên đối với những gì đối phương có thể gặp phải cô cũng không quan tâm lắm phốc 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 dưới sự vung đao nhanh chóng của sầm hy một cái hố cây sâu 30cm đã thành hình. Tốc độ nhanh như vậy, nếu là bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ cho là gặp quỷ. Đúng rồi, tay không đi lại ngược lại là không thành vấn đề, nhưng nếu là cầm đồ vật, liền không dễ đi, nếu không tu sâu một chút. Dù sao hiện tại gấp đao sắc bén đến kỳ cục, tìm thư uyển các loại thân cây cứng cỏi này cũng giống như các hoa quả, lượng công trình sẽ không quá lớn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tiếp tục đi sâu vào bên trong dù sao cái cây này thẳng đến cao 10 mét địa phương, đều là ít nhất 2 mét 5 đường kính, chống lại dày vò. Vì thế kế tiếp, từng khối gỗ to bằng chậu rửa mặt bị hắn cắt xuống ném xuống đất. Trong thời gian ngắn, một cái độ sâu trọn vẹn 60 cm, hơn nữa còn có một cái độ cao nửa mét, độ dày 10 cm tay vịn bậc thang xuất hiện. Tất nhiên, bây giờ chỉ có một bước. Mà có tay vịn, sẽ không bao giờ phải lo lắng không cẩn thận rơi xuống nữa không chỉ là độ sâu gia tăng, mà ngay cả độ cao, cũng tăng lên tới 2 m ba. Sầm Hy tiếp tục gọt, trong lúc nhất thời từng khối gỗ lớn bị ném ra, tốc độ rất nhanh. Những khối gỗ lớn kia rất nhanh đã chất thành một ngọn núi nhỏ dưới tàn cây, khiến Cao Uyển Nhi ngẩn người. Thỏ đào hang chỉ sợ cũng không nhanh như vậy chứ. May mà nơi này cách nơi tụ tập hơi xa, người gác đêm cũng không muốn tới gần, ngược lại thuận tiện cho sầm hy hành động nhưng nói vậy sau ngày mai, người nhìn thấy bậc thang này, có lẽ đều giật mình đi. Những người nhìn thấy bậc thang này, có lẽ sẽ hoài nghi rốt cuộc là ai nhàn rỗi như vậy, vậy mà cứng rắn đào ra bậc thang sâu như vậy. Đây là chuyện người bình thường có thể làm được. Có khí lực kia, còn không bằng chuẩn bị nhiều con mồi một chút. Bọn họ căn bản sẽ không biết, một thanh đao đủ sắc bén nơi tay, chế tạo bậc thang như vậy, quả thực giống như chơi đùa. Sầm Hy đang chế tạo cầu thang xoắn ốc. Loại cầu thang này là xoắn ốc hướng lên trên, cho nên cho dù cầu thang sâu chừng 60cm, cũng không cần lo lắng cự thù sẽ gãy. Chương 10 Có thế thăng cấp nhà trên cây? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác.